Thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp với con máy cây này xem là thổi nó có ra bụi không nhé các bác nhé. Đấy, mọi người ấy, bụi ra cực kỳ nhiều luôn. Những cái dòng như thế này, những cái dòng máy cây như thế này phải sử dụng những con máy thổi bụi, chứ đừng hạn chế là xịt nước trực tiếp vào nhé các bác.